Rồi không? Tiếng máy nhà em ra. Chạy không cần cài còn sao luôn á. Bắt bắt cái lắm. Ồ, nói là đóng ký hiệu toàn bị át không nha các bạn. Chủ mến chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở Phước Ninh. Đó, hôm nay thì mình đi lên đây quay mấy cài cho anh em xem ha. Ở đây thì mình gặp một con Sonica 900 1 giờ. Đó. Đang chắc nha các bạn. Đang chắc cũng được hơn nửa một rồi. Ở đây thì mình thấy là giống mì 140. Ở đây mì giống các bạn ơi. Cũ dữ lắm. Chạy nhích tới nè. Ôm hết không á. Rồi rồi không. Tiếng máy nghe em ra. Chạy không cần gài còn sao luôn á. Bắt bắt là khô lắm. Cái màu áo của bà tiệp với cái màu xe luôn. À, nó trùng màu luôn phải không? Chậm lên, đứng chậm. Quay mặt lại cho ta thấy nè. Đó, thay vì gái ba đứng ở trên nó giỏi không? Gặp mình mà xe chạy lắc của đó là không dám ngồi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem một vòng nha các bạn. Đất đây dễ làm ăn không? Đất đây khỏe. Đất đây dễ làm ha, đi quay cũng dễ nữa. Sonica 900, vỏ sau là dùng vỏ của Otani. Nó chắc là 34 quá. Hả? 34 các bạn ơi, 18 34. Đây. Máy còn đã quá, xanh lè xanh lét. Còn thôi, máy nó đóng là máy BS ha. Nè có chữ BS nè. Thì máy Sonica là đa số nó nghe bữa nghe anh Hồ nói là đóng ký hiệu toàn BS không nha các bạn. Thì nó là đời trước nhưng mà đóng ký hiệu toàn BS. Sonica 900. Cái này là đời trước đời DGC 18.2520. Cái này ảnh không có lên cầu ha, bình thường. Cái này một giờ bình thường. Ngầu không? Anh lên còn mấy đống nữa là xong các bạn, là xong chạy ra rồi. Lốp máy nói chung cũng còn khô ráo sạch sẽ đẹp nha các bạn. Kết cái thùng vết nè. Vết đã quá. Lên cũng còn khoảng chắc cả chục cần nó là xong rồi. Này mà lên cầu đó là nhìn phê nha các bạn. Đây phía bên phía sau nè, trong chỗ tài xế ngồi ha. Ủa cầu này cầu gì ngộ vậy ta? Hả anh? Không biết cầu gì. Cầu
Ờ cái cầu này cái ủ đít nó ngộ ha. Đó này mình quay cái ủ. Isuzu hả? Ủ đít nó ngộ quá ha. Tại hổng nào không gặp kiểu này. Nó lạ quá. Ở đâu? Ở đâu? Hả? À đi ngược về Phúc Minh hả? Đường vào cho thẳng xuống luôn phải không? À. Đây các bạn, đây là cái đây phía sau ha. Rồi các bạn xem tự đoán nha, chứ mình không biết cầu gì, anh em cũng không rành nữa. Thế có thằng An đó. Tổng làm cho An hai cầu cái thằng An đây nghỉ. Ừ. Sẽ đông mày luôn gì ạ? Ủa công mình lạ đâu cưng? Công già. Công ở trong cảng già. Lạ đâu lên? Lạ Tân Biên. À Tân Biên hả? Tân Biên, Tân Phong. À Tân Phong hả? Nhớ có quay ở ở một công ngay chỗ chạy heo không? Chạy heo. Chạy heo chứ không đậu. Chạy heo á. Chạy heo là đường ngoài đó đường gần đường dầu hả? Ừ. Ngay một công của đó. Ủa à. Quay luôn xe này nè. Chiếc phi ác nhỏ nhỏ bạn đó. Biết quay quay nè. Không phải đâu. Tôi bữa tôi quay có chiếc kia chỉ có hai chiếc kia hả? Hai chiếc lên cầu Y Pha. Thì đúng rồi, cầu Y Pha chiếc kia. Ừ, hai chiếc kia. Chứ còn cái chiếc này chưa quay. Chiếc này được mới đem đi cắt rồi. Xe kia đem đi cắt rồi. Đem cắt hả? Chứ hôm qua tôi mới đi lên trên đảnh nè, lên đi vô Gò Đá á. Chiếc này quay Gò Đá đó. Ờ, thì Gò Đá là quay hai chiếc kia. Hai chiếc màu cam không? Ừ. Chiếc anh ba. Quay chiếc mình chiếc lớn. Chiếc còn chiếc nhỏ ở trong nó là hai chiếc luôn. 1:40 nha các bạn. Đó. Cậu Táo quay mặt lại coi, cậu Lùng. Mà anh nói là đi Lùng, khoảng Lùng, 27 điểm. Quay mặt lại coi, cậu Lùng. Nhiều chuyện quá. 27 điểm. La quá hả? Quay mặt lại nó cậu Lùng. Bữa đó thấy tao đang quay mày đặt kia mày né tao hút cho. Né hút ảnh về cho ông kêu. Bên kia có một chiếc kho kìa. Đó, chiếc kho ha. Bữa đó kho. Kho nó kho gì bự quá. Somica 900 thì nó vẫn như BS 900 nha các bạn. Đó. Nó là sử dụng động cơ BS 8065.01, dung tích là 4.7 lít 6 máy piston 95. Tua nó vẫn là 2400 nha các bạn. Tua nó 2400 bằng với 1000 luôn á. Nó là được 90 HP. Số xế nó cũng được 2 số 504 với 1000. Năm sản xuất đó thì không có ghi. Nó được 12 tiếng 4 lùi. Giờ là ra luôn ha, ra về luôn hả? À bắt thêm nữa hả? Tính là về sớm chứ. Chiếc này là chung với hai chiếc bữa mình quay trên đường 785 trên Gò Đá các bạn. Mà bữa nay tôi với Lê Phước Ninh có gặp nữa. Bạn nghe tiếng máy không? Im xe luôn. Cái thùi queo rồi các bạn ơi, anh chạy không gầy còn sao luôn rồi, đi không lúng luôn, đảo lắm. Ở trong đây có một chiếc nè, như chiếc gì đây, chiếc kho hay gì á, hay à, đất tăng nó là đây, hết biết mà gì đâu, cũ nhìn đảo lắm, để xong mình quay lại cho các bạn xem, đây trong đây chiếc kho. Còn nó chắc có 4000 thôi. Rồi giờ quay ngược lại nè. Cái chiếc kho. Cái
thôi mỗi công nhổ cho nó cực quá. Ờ ừ, đây là sướng. Người sạch sẽ nữa. À, nó có ăn hơn đúng không? Tôi chảm thấy đi nhiều khi chiếc có đi có hai vuốt là chưa gì chơi là thấy vụ dính mấy ngày là thấy thua. Về vô máy nó cũng xây ra nát rồi, giờ cán trước đâu sao đâu. Chị là đầu công hả chị? Vậy chứ, chị là đầu công hả? Vậy chứ, ảnh cũng đập hay lắm. Anh trai hả? Đập chụp. Để cái tay đập thắng rồi dữ lắm ạ. Chị là xe này ai chạy? Đó, cái... em chạy luôn hả? Đào đập đó, người này chạy đây. Đây nè, thằng này chạy nè. Giờ đây mình lấy giờ lên ha, canh vừa đủ luôn. Vậy là mai cũng nhỏ đây tiếp hả chị? Đây là một cái mươi nha các bạn, cũ rất là nhiều luôn. Đi khoảng 35 tấn, đi khoảng 35 tấn mà nó nằm khoảng 27 điểm. Ừ, quá đã luôn. Bao nhiêu đó là quá sướng luôn. Chiếc này thì nó một cầu thì nó khoảng có 3 tấn rưỡi, 3 tấn 6 thôi nha các bạn. Còn nếu mà hai cầu thì nó mới được 4 tấn mấy. Hai cầu nó mới được 4 tấn mấy nha các bạn. Hai cầu thì nó được 4 tấn 2. Còn một cầu thì nó chỉ có 3 tấn rưỡi 60 kg. Cũng nhẹ quá. Cái số xế của nó là 540 là cho ga dùng tour là 1937, còn 1000 là ga 2038 nữa các bạn. Ủa vậy là mình cái chuyến này là mình đi chuyến đầu tiên hay chuyến thứ hai đây? Thứ hai rồi. Thứ hai hả? Cái này mình đi đổ ở đâu? Ra đây hay là chạy người về chợ? Phúc Minh tính. À Phúc Minh luôn hả? Tiền. Hả? Tiền. À Minh Thiên. Chứ đây ở đây kế bên đây có thằng bãi nè. Bãi đây nhiều lắm. À. Thì ngược về gì? Ngược về chỗ ấp láng đó cũng có bãi. Anh nhà gần đây hả? Hay chủ đất? Chủ đất. Chủ đất này luôn hả? À. Ồ đi xuống ký với điểm vô ngon quá, ngon ha. Đã quá. Bởi vì Phước Ninh Phước Minh đồ bởi vì mình làm mì nó trúng nên bởi vì mình cho mướn đất giá cũng cao ha. Anh đây được mấy mẫu? Hai mẫu mấy hả? Vậy là mai nhỏ ngày nữa mới xong hả? Chưa. À chưa hả? À, một mốt con hai hả? Cái bữa mà quay cái chiếc BS mà cái chiếc mà nó chạy đường xe mà dính đó, cái chiếc mà đi vết đó xong rồi về mất tiêu khúc kéo. Bữa đó sao không có quay khúc đó luôn, là mất tiêu khúc đó ổn hết đi. Ờ quên không bấm khúc đó đó, làm cái khúc kéo không có. Lúc mà kéo chứ mà tôi vết đó. Không có. Không. Lúc mà kéo xong rồi anh mới bấm lên, bắt bấm quay. Quay mì đứng luôn. Quay nó mới tao mới tình chứ nó mày ngã trong đâu tin. Dạ. Cái này cũng đâu ngã nhiều đâu không? Đó, ý nó mình nhổ rồi không quay mì đứng mình nhổ rồi xong. Người ta không tin phải không? Bây giờ cũng dần mì nó biết. Đấy, đấy. Là nhiều tài xế đó, ông nào lên chạy cũng được anh. Mà có em trai này duy nhất là chạy nè. Có chạy ra chiếc trên đường xe, trên đường Gò Đá. Mình quên bấm quay khúc đó các bạn. Đây nè các bạn, đây là những cái mì đứng còn sót lại nè, nhẩu chưa hết nè, để mình quay cho các bạn xem ha. Ở trong khi cái thấy mì này thấy cũ không, quay cũ nhổ rồi không, không thấy cái chưa nhổ ha. Đó các bạn thấy cũ nè, đây là những cái mì còn đứng ha. Dách bên kia, dách bên kia nó còn cao hơn bên đây nữa đó các bạn. 140 nha các bạn, 140 là cỡ này nè, 27 điểm trên 30 tấn, khoảng 35 tấn. Đây có anh chủ anh đứng cái đây, anh chủ đất đứng cái đây nói luôn á. Quá đã luôn. Chở
lùng đó. Gắt đòn. Ê, quay gắt đòn này không? Đường nào tôi nhón không? Không quay nha. Tôi quay nãy giờ rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, giờ ra. Rồi. Hai chiếc gà lượt luôn rồi. Rồi. À, cái kho lên luôn. Có hai em trai dặn đó nha. Kết thúc của video luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Đó. Đây, mấy anh đẹp trai rửa tay xong rồi về nè. Anh định rửa qua tới đây luôn hả? Ừ. Ủa, hay ta. Tây Ninh có nhiều đi hết mà. Rồi, thôi bye bye các bạn nha.